của riêng mình. Có lúc bỗng muốn buông xuôi hết mình, ngoảnh mặt quay lưng với niềm đam mê. Chẳng ngờ ta đã vứt đi cuộc sống của mình. Rồi đôi chân vẫn cứ bước, bước theo nhịp đập đam mê, vẫn luôn được cháy nơi con tim này dù cho người đời khen chê. Làm cái trò gì vậy? Hả? Anh muốn gì? Có chuyện gì vậy con? Ai vậy? Nè, anh kia, anh là ai vậy? Tôi gọi bảo vệ đó. Không sao đâu mẹ. Có sao không con? Không sao đâu ai mẹ. Vậy? Chỉ là hiểu lầm thôi. Anh kia, anh là ai? Tại sao anh ngăn gì vô đây đánh con tôi vậy? Tôi gọi bảo vệ đó. Tôi đang có chuyện muốn nói riêng với nó. Bà im mồm đi. Anh là ai mà nói sắc sược vậy? Anh có tin là tôi gọi bảo vệ? Mẹ, không sao đâu mẹ. Đi còn nói chuyện với anh ta nhé. Nói chuyện. Dừng lại ngay. Vậy thì em nói đi, tại sao em lại làm khó anh như vậy? Trong khi họ là người dưng, còn anh là chồng của em. Anh thôi đi, anh đừng có làm cho em xấu hổ ở đây được không? Xấu hổ à? Xấu hổ. Đây. Anh mới là người phải xấu hổ vì em. Anh dám cho người theo dõi em hả? Em nhìn họ đi. Họ có đáng để em phải bảo vệ và chống đối với anh hay không? Bao nhiêu lâu nay, ai là người đã chăm sóc cho em và lo lắng đủ thứ cho em? Thôi đi, mấy người đây cho mẹ con tôi yên. Mấy người đây đi. Đi. Ê, mẹ. Đủ rồi anh, đi về. Mày chờ đấy. Nói, tại sao em lại qua đêm với Cảng Tuấn? Nói! Anh buông tôi ra! Nói! Cuối tuần này, chúng ta sẽ làm lễ cưới luôn. Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Chắc không một ai biết được tình yêu thế nào. Không một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Chắc có một ai không muốn tình yêu gì em nhỉ. Chắc có một ai không biết tình là những yêu mến.
mà sao vẫn bất chợt để đến bên nhau. Yeah. Có chuyện là vì khi yêu lòng không nghĩ suy, rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay. Hôm nay chị Ngân báo nghỉ. Tôi gọi cho Ngân không được, có số nào khác không? Dạ không ạ. Anh tìm chị Ngân hả? Chị Ngân đang ở nhà anh Hùng ăn cơm trưa với bác Lưu và ba em rồi. Hai người đó sẽ tổ chức cưới sớm. Chuyện này anh Hùng cũng đã sắp xếp từ trước rất là lâu rồi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ tôi bị sao vậy? Nãy cô nhấn chuông máu mệt, nhưng không ngờ cô lại ngất xỉu ngay sau đó. Bây giờ chúng tôi phải để cô vào phòng cấp cứu, mới được máy móc để hỗ trợ. Hello. Tao muốn thách đấu mày. Và giải thưởng cho người thắng cuộc là 30.000 đô. Mày muốn đấu không? Tôi đồng ý. Và tao có thêm một điều kiện cho mày nữa. Là nếu mày thua, mày sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt Ngân nữa. Chuyện này đừng lôi Ngân vào. Nếu anh muốn đấu với tôi thì cứ đường đường chính chính. Tôi sẽ chấp nhận lời đấu của anh. Tôi đã thách đấu nó và tôi muốn nó thua thật thảm hại. Ông muốn làm như nào thì làm. Và tôi muốn nó sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vi, em làm gì ở đây đấy? Anh với chị Ngân sắp làm đám cưới rồi. Tại sao anh còn giở trò để hại anh Tuấn nữa? Đây không phải là hại, mà là anh đang cảnh cáo nó, để nó đừng bao giờ chạm vào điểm giới hạn của anh. Em cũng cảnh cáo anh, ba em đã cho phép em tự do yêu đương rồi, cho nên anh đừng có đụng tới anh Tuấn. Em gái này, để nhắc cho em nhớ nha. À, mà em có biết lý do tại sao mà mẹ em lại bỏ đi biệt tích như vậy không? Là bởi vì ba của em thuê người dàn cảnh, đánh cảnh cáo dằn mặt, không bao giờ được bén mảng đến gần em. Chú sẽ không bao giờ bỏ qua cho em đâu. Em nên biết tự từ bỏ trước khi mà chú thực sự nổi giận.
còn cố gắng gom góp tiền để mà điều trị càng sớm càng tốt thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Anh Tuấn, anh không được dao động. Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi. Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh có công việc phải đi. Ơ, khoan đã, anh đi đâu vậy? Bây giờ mà anh đang bệnh, anh phải ở đây chứ. Anh lên trường, hôm nay có bài thi của anh chồng. Không đúng, là anh tới đó mà. Vy, em có thấy anh Tuấn đâu không? Bác sĩ cần gặp ảnh. Ờ, anh Tuấn mới đi ra ngoài rồi. Vậy để em đi chung với chị. Đi thôi chị. Tao đã có mục đích rõ ràng cho trận đấu này, nên dù muốn hay không, mày đã chấp nhận lời thách đấu thì phải chơi theo luật của tao. Buông ra. Được, nếu anh nói vậy thì tôi cũng có điều kiện của tôi. Nếu anh thua thì phải trả lại tự do cho Ngân. Chưa có một ai biết được tình yêu.